Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm ùn tắc đăng kiểm trong tháng 3. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông. Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông có giải pháp hiệu quả giải quyết rứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 năm 2023. Trong cuộc họp chiều ngày 8 tháng 3 với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Công an để xử lý un tắc tại các trung tâm đăng kiểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tăng ca kịp đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng huy động các đơn vị có chức năng đủ điều kiện tham gia hỗ trợ đăng kiểm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Cả nước có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm đang phục vụ điều tra, 8 đơn vị không đủ điều kiện. Từ đầu tháng 3, nhiều chủ ô tô phải xếp hàng dài qua đêm cả km trước nhiều trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chờ đến lượt.